Từ xa xưa chúng ta không còn xa lạ gì với những thang thuốc nam, thang thuốc bắc. Và cấu tạo nên thang thuốc nam, thang thuốc bắc thì dùng những cây thuốc được các thầy thuốc kiếm trên núi về, cũng như trồng những loại cây thuốc ở trong vườn nhà, vườn ươm, và sau đó mang ra thái khúc nhỏ, phơi khô và tạo thành những thang thuốc sắc lên cho bà con uống trị bệnh rất hiệu quả và không gây tác dụng phụ cho cơ thể như thuốc tây. Với lượng chế biến cây thuốc rất là nhiều, các cơ sở chế biến thủ công bằng dao chặt và dao thái mất rất là nhiều thời gian, công sức, cũng như cái lượng thuốc ra nó không được đều. Để hỗ trợ cho việc thái thuốc, chặt cây thuốc ra thành dạng mỏng đều để làm thuốc cho bà con với số lượng lớn, công ty Takeo đã nghiên cứu ra một sản phẩm chuyên thái thuốc nam và chặt khúc ra dạng đều và mỏng với số lượng lớn, giúp cho các cơ sở sản xuất chế biến thuốc nam và thuốc đông y trở nên cực kỳ dễ dàng và hiệu quả. Máy thái thuốc nam Takeo TK2002 Plus sử dụng điện một pha, motor 2,2 kW, bảo hành chính hãng 18 tháng cho bà con. Đây là nguyên liệu sau khi thái xong, thái nát mỏng và đều.